Video này được mang đến cho bạn bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên trang Shopee Mall. 360 Boutique không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ. Không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau. Để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer, 360 tiếp tục tung sản phẩm áo polo để anh em dễ mix với quần âu. Các bạn có thể nhập mã 360BTRP, giảm ngay cho anh em thêm 20k, chỉ còn 199k một chiếc áo polo cực chất. Polo 5 màu đang bán chạy tại tất cả các mặt trận của 360. Chất liệu vải pick cá sấu làm cho chiếc áo này mát lạnh lạ thường, cực kỳ phù hợp với mùa hè nóng nực. Đương nhiên là áo không nhăn, kể cả khi vứt vào máy giặt quay 1000 vòng. Cổ áo dệt họa tiết bắt mắt, chỉn chu, lịch sự mà vẫn trẻ trung. Nhận hàng không đẹp các bạn cứ cho quay đầu 180 độ. Áp mã ngay hôm nay để sở hữu chiếc áo quốc dân này. Sau phần 1 giới thiệu đầy đủ về các nhân vật của gia đình Gallagher cũng như nét tính cách của họ, thì đây là lúc mỗi người có giai đoạn phát triển riêng. Chào mừng quay trở lại với Shameless phần thứ 2, show truyền hình về gia đình nhưng không khuyến khích bật trong bữa cơm gia đình. Như thường lệ, đây là cảnh báo, không phải là thông báo. Bắt đầu với bà Sheila, từ người không dám chạm cỏ vì nỗi sợ của mình, giờ đây bà đã có thể bước ra tới đầu ngõ. Chẳng mấy chốc, Sheila sẽ trở lại các công việc ngày xưa của mình. Còn cô con gái Karen nay vừa mới quen được Keanu Reeves thời trẻ, nhìn bề ngoài cũng lạnh lùng và đàn ông. Còn tất nhiên Frank già vẫn ở cùng hai mẹ con, điều đó tốt cho gia đình thực sự của ông, cho đến khi lão cảm thấy ngứa mồm ở quán rượu. Chuyện là có một boy cao to đen hôi đang tán dóc với bạn bè của mình về việc anh ta đã ăn hai nháy súng điện mà vẫn đứng solo với ba cảnh sát. Thế là Frank đã cá cược, nếu hắn chịu được hai nháy súng điện, ông mất 10.000 đô. Sau đó là quá trình Frank đi chạy nợ. Đầu tiên lão lục lọi khắp nhà của Sheila để tìm mấy con đồng hồ hoặc là các loại thẻ tín dụng, nhưng chúng đều đã bị Karen giấu đi. Thế là lão quay về mái nhà của mình, mượn tạm thằng cu Liam cùng một tấm cát tông để ra phố ăn xin. Đen cho Frank lại gặp ngay boy cao to hôm trước. Hắn lôi cả hai bố con lên xe tới một nhà kho để đòi số tiền hôm qua. Frank vì không có đủ nên đã phải để thằng con út ở lại. Sau đó về nhà, mix các loại sữa cùng với thuốc của mấy đứa nhỏ lại thành một thứ thuốc ma thuật gì đó rồi đem lên phố bán cho các dân chơi. Chẳng biết bán được mấy gói mà ra phố lớn thì bị cớm lùa, còn rẽ vào ngõ nhỏ thì lại phạm vào địa bàn của gangster, nên cũng chả đến đâu. Khi lâm vào đường cùng, Frank phản bội lại xu hướng tính dục của mình. Ông vào một quán gay bar, bán thằng em để cứu thằng con. Mặc dù tôi không biết giá thị trường cho lắm, nhưng mà có lẽ Frank vẫn chưa thể gom đủ 10.000 đô trong ngày hôm nay. Còn gia đình Gallagher, họ sớm muộn sẽ phát hiện ra sự thiếu vắng của đứa em út. Còn bây giờ ai cũng đang bận bịu với những công việc riêng trong kỳ nghỉ hè. Fiona thì làm bồi bàn tại một club mở đêm cùng bạn hàng xóm Veronica. Hôm nay Jasmine, người mà Fiona mới quen ở cuối mùa trước, vừa mới dẫn đến bố đường của cô ta. Jasmine rủ Fiona đi cùng mình để cùng đổ đốn với những tên nhà giàu khác. Cuối cùng sau khi tan làm, cả nhóm đã tí tởn với nhau trên một con xe mui trần, sau đó dừng chân tại một bờ cỏ cạnh sông để xả thuốc. Bạn tình lần này của Fiona trông cũng đẹp trai, anh ta tên Adam. Cả hai còn chạy thi với nhau bên bờ biển để cùng đón bình minh lên. Chuyện đó nhắc cho Fiona nhớ về hồi mình còn đi học. Cô suýt chút nữa đã đi thi giải điền kinh quốc gia nếu như gia đình không xảy ra một loạt biến cố. Sau đó Adam chở Fiona về nhà để cả hai trở lại cuộc sống riêng của mỗi người. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì Fiona vẫn làm bữa sáng cho mấy đứa nhỏ. Tại đây ta được gặp những thành viên khác. Anh hai Lip bước xuống phòng bếp với một bên mắt thâm tím. Chuyện là tối qua cậu cùng em trai Ian tới Fight Club để kiếm thêm chút đỉnh thông qua việc làm bao cát. Giờ là kỳ nghỉ hè nên khó mà kiếm tiền bằng việc làm bài hộ được. Ngoài ra thì Lip cùng với ông anh hàng xóm Kevin đang chèo lái một phi vụ buôn hàng tạp hóa với khởi đầu là một con dã ngoại cũ. Mặt hàng thu lại lợi nhuận chính cho hai người là lá cây đu đủ. Kevin đã trồng nguyên một thảm thực vật ở dưới tầng hầm tại quán bar nơi anh làm. Cây cối thì cũng xanh tốt, mỗi tội tiền điện độ lên cả mấy chục lần nên giờ phải lên phố xả hàng nhanh còn xoay vốn. Ngoài đu đủ ra thì hai anh em bán đủ thể loại quà vặt, từ que cay, rồng đỏ cho tới thăng long ba số. Không những vậy còn ôm luôn cả mấy kèo bóng bánh. Cái thằng cha này vừa vứt 15 đô cho đội tuyển Anh trong giải vô địch Euro. Mong đó là một quyết định sáng suốt. Để việc làm ăn được mượt mà thì Lip đã chế ra một con máy định vị. Cứ có cớm tới gần là nó sẽ cảnh báo để anh em chạy trước. Nói về Lip thì hiện tại cậu vẫn đang qua lại với Karen. Với Lip thì đấy vừa là chỗ ra vào, vừa có chút tình cảm. Còn Karen dạo này đang đặt trái tim mình vào một ông anh tên Jody. Boy này thì ngoài 30 rồi. Nhưng theo lời Karen kể thì nằm cả đêm với nhau nhưng chỉ nghe nhạc. Nghe có vẻ đứng đắn. Ngoài việc anh ta đang hẹn hò với gái dưới 18 tuổi. Quay trở lại với Lip, trong một lần đọc trộm đồ trong cặp thằng em, cậu đã tỏ ra không hài lòng khi Ian có ý định muốn nhập ngũ. Thay vì ngồi mát ở ghế giảng đường, nó lại muốn đi đục lỗ trên một đất nước nào đó kết thúc bằng Stan. Mà dù vậy thì để vào được chỗ đó, Ian cũng cần 4.2 điểm trung bình. Vậy nên với cương vị là một người anh kiêm học bá, Lip sẽ giúp đứa em của mình nâng cao điểm số để nó đi yêu nước. Trong mùa hè này, Ian vẫn làm việc ở quán tạp hóa của hai anh chị theo đạo Hồi. Chị vợ thì vẫn tần tảo lo lắng từ công việc đến con cái. Còn anh chồng cũng vẫn đều đều vác chai lạ vào cửa hàng để sống đúng với bản thân. Bản thân anh đích thị là một thằng khốn khi quyết định bỏ nhà đi ngay trước thềm vợ lâm bồn. Tạm gạt qua các câu chuyện cá nhân thì tối ngày hôm nay, khi tất cả các thành viên trở về nhà, họ vẫn chưa thấy Frank dắt Liam quay trở lại. Thế là các anh chị em cùng nhau tới nhà bà Sheila để hỏi cho ra nhẽ. Lão già này chả sốt sáng lắm, vẫn đang say giấc nồng.
Sau đó tất cả tới nhà boy cao to để chuộc lại thằng cu. Với số tiền ít ỏi mà mỗi người gom góp được, rõ là nó vẫn chưa đủ 10.000 đô, nhưng mà kiểu gì gia đình Gallagher cũng sẽ trả hết thôi. Sáng hôm sau, Veronica dẫn đại gia đình xuống dưới vườn đu đủ của mình để tẩu tán đống thảo dược trước khi bị cảnh sát điều tra ra. Cô sẽ cho mỗi người một gói nhỏ bán để trả nợ, trong khi đống còn lại phải đem đi tiêu hủy. Vứt đống này đi thì hơi phí, còn đem đi từ thiện thì chỉ có hội cai nghiện mới dám nhận. Nên Kevin cùng cô con gái nuôi đã chôn một nửa cạnh vườn cà chua sau nhà, nửa còn lại thì đem đi đốt để cả xóm cùng hít hà. Bắt đầu tập phim thứ hai với việc Sheila hôm nay đã đi được đến chợ. Trong vô vàn các thực phẩm tươi sống được bày bán, bà đã chọn một quả cà tím vừa dài vừa to để mang về nhà đút với Dick Frank. Có lẽ vì không được Vaseline tài trợ nên chúng ta sẽ không có cảnh hành xác đó. Còn Frank, chỉ không phải là nỗi lo lớn nhất của ông lúc này. Lão sợ Sheila sau khi hòa nhập được với cộng đồng sẽ không cần tới lão nữa. Rồi một ngày Frank sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tình cờ trong khi đang giải bày nỗi lo tại quán rượu, Frank được tiết lộ rằng Dottie, một phụ nữ trong khu sắp đi đời, nếu như không kịp thời cấy tim, khoản bảo hiểm cũng như hưu trí đó giống như kho báu đối với Frank. Nên lão đã gõ cửa nhà người đẹp. À không, ngoài khuôn mặt ra thì người bà ta đẹp thật. Với một suất mì ống cùng một tâm hồn hài hước, Frank đã có vé để vào trong. Dottie có một thiết bị dắt bên hông, nó sẽ bíp lên nếu như có quả tim phù hợp cho cô ghép. Vấn đề là cái tiếng bíp nghe quá phổ thông, đến nỗi tôi chẳng thể phân biệt nó với âm thanh khi nhấn nút like ở video. Sau khi ăn xong bữa tối, Frank lại câu thêm thì giờ bằng cách sửa đồ đạc trong nhà. Kết quả cho sự lịch thiệp đó là lão đã được bà chủ nhà cho phép được dọn dẹp khu vệ sinh của mình theo nghĩa đen. Cái lòng thương người có điều kiện này chưa dừng lại ở đó, khi Frank tiếp tục cưu mang một bà mẹ châu Á bằng cách cho cô ta thuê phòng của mình ở nhà mà không cần hỏi ý kiến con cái. Đổi lại, cô ta sẽ tham gia vào câu lạc bộ trông trẻ tại nhà của Fiona. Có khi một trong số chúng sẽ trở thành Karate Kid. Còn ông Frank, ông lại tiếp tục tới nhà của Dottie để chứng minh bản thân đã thay đổi và thực sự muốn giúp đỡ cô. Và bạn biết gì không? Điểm tốt của việc có một khuôn mặt xấu xí là người khác sẽ luôn nhìn vào tâm hồn của bạn để tránh bị nôn mửa. Còn điểm xấu, đấy là khuôn mặt của bạn. Frank thì đã chọn nhìn vào những nơi tốt đẹp của Dottie, nên người đẹp cũng dần mủi lòng khi cảm nhận được hơi ấm của việc có đàn ông trong nhà. Việc đó dẫn tới những cử chỉ thân mật hơn của lão già, nhưng điều đó lại bị Dottie cản lại vì đẩy xe bò có thể khiến tim của cô bung van, nên là muốn gì thì cứ đợi đến khi có người hiến tim. Trong khi đó, không có gì ngăn cản được việc lớp trẻ liên tục thò thụt. Anh trai bạn học kiêm người tình của Ian đã ra khỏi trại cải tạo. Phản ứng hóa học giữa Mick và Ian khá kỳ lạ. Một người thì ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, muốn gia nhập quân ngũ. Người còn lại thì ưa bạo lực, phá làng phá xóm, ra vào trại như cơm bữa. Ấy thế mà đôi trai trẻ vẫn tìm được tiếng nói chung khi roleplay chơi trò cớm bắt cướp. Em đè anh xuống, lôi súng ra và bắn kẻ ngỗ ngược. Ian có ngỏ lời rủ Mick đến quán tạp hóa làm chung, vừa để có thu nhập, vừa có thời gian gần bên nhau. Sáng hôm sau, cả hai cùng tới làm việc tại quán. Lúc này cửa hàng đang hợp tác với con xe dã ngoại của Kevin như một đại lý bán lẻ. Hôm nay, chiếc xe không chỉ bán hàng cho những dân chơi cuối phố, mà còn rẽ ra công viên bán kem cho các cụ già từ viện dưỡng lão của Veronica. Cô này tuy không nuôi 4 đứa em nhưng cũng chăm chỉ chẳng kém Fiona. Mối quan hệ giữa Veronica và Kevin cực kỳ tốt đẹp. Tuy có chút xung đột về việc nuôi con, nhưng chưa bao giờ thấy một trong hai có mối quan hệ ngoài luồng. Sau khi làm bartender tại bar thì cô tiếp tục tăng ca ở viện dưỡng lão. Sáng nay, Vi chở các cụ nhà mình đi dã ngoại trạm cỏ. Gọi là ra ngoài chơi nhưng chỉ loanh quanh mấy địa điểm cụ thể. Nào thì tiệm thuốc, nào thì cửa hàng tiện lợi, toàn những nơi chán chết được. Vậy nên một cụ đã xin cô cho xuống xe ở công viên để có thể được chạm cỏ đúng nghĩa. Quả nhiên khi được hòa nhập với xã hội, các cụ tràn đầy sức sống. Đây là điểm khiến phụ huynh châu Á cảm thấy sợ hãi về cái nơi được gọi là viện dưỡng lão. Cảm giác như lũ trẻ tống họ, những kẻ chậm chạp lắm chuyện hết vào một nơi để không phải dính dáng đến cái gánh nặng đấy nữa. Vừa nói đến đây thì cái gánh nặng mang tên Harry có thể là do bệnh tới, có thể do lúc nãy chạy với các cháu hăng quá nên đã quỵ ngay dưới sàn sau khi trở về phòng. Sự ra đi của Harry chắc chắn là một sự mất mát lớn đối với những người bạn khác, nhưng đó càng nhắc nhở cho các bạn già biết mình phải tranh thủ ăn chơi trước khi lìa đời. Đó là điều giới trẻ trong Shameless không bao giờ bỏ lỡ. Mặc dù đã để tuột mất trái tim của Karen vào tay Jody, nhưng cơ thể của cô thì vẫn thuộc về cậu. Hay nói chính xác hơn là cậu có phần trong đó. Điều này làm Lip cảm thấy khó chịu. Cậu đi tìm câu trả lời khắp nơi. Chỉ khi có cơ hội hỏi Kevin, một người da dáng đàn ông hơn, thì Lip mới hiểu được tình hình hiện tại. Nếu một cô gái tiến triển chậm rãi với một gã mà không hề nghĩ đến chuyện vồ vập, điều đó có nghĩa cô ta đã yêu thật lòng. Vì thật lòng nên cô gái sẽ giữ kẽ, để từng cái chạm khẽ cũng trở nên thiêng liêng. Vậy nên là các chàng trai đang xem video, friend zone không phải là một hầm ngục, đó là ngôi nhà tình yêu. Và quả đúng như vậy thật. Hôm nay sau khoảng thời gian trồng cây sung, thì anh bạn Jody đã được Karen mời vào nhà để ra mắt với mẹ, để lại Lip đứng ngoài ngậm điếu thuốc rít cơn suy vào tim. Còn Fiona, người lâu lắm rồi chẳng cảm thấy yêu kể từ khi Steve bỏ đi, nay có một cuộc hẹn bất đắc dĩ với một chất liệu bố đường. Người chủ trì cuộc gặp này là Jasmine, cái cô mà tranh thủ bám trai già khi chồng đi công tác ấy. Jasmine mai mối cho Fiona cùng một người bạn của Sugar Daddy là Richard. Richard đã ngoài 40, giàu có, phong độ nhưng lại chưa vợ. Richard đồng ý gặp mặt để lấy lòng đồng nghiệp, chứ chẳng phải thích thú gì với Fiona. Chính sự thẳng thắn này lại khiến hai người dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Dĩ nhiên tối đó Fiona và Richard chẳng đi đến đâu.
Trưa hôm sau, cô chị cả trang điểm lồng lộn đi gặp mặt một đối tượng khác, Craig Heisner. Đây là crush cũ của Fiona thời còn đi học. Ban đầu do Jasmine lấy điện thoại của Fiona nhắn chơi chơi thôi. Ê, thế mà Craig nhắn lại thật, dù đã có vợ. Cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê, bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao, mỗi người bước một bước. Rồi chẳng biết từ khi nào cuộc trò chuyện giống như một cặp đôi đang hẹn hò. Có vẻ hôm nay là một ngày may mắn với Fiona, khi vừa ta lừa được hoa đã có chậu, vừa thó được cái túi sách trên tàu điện ngầm. Đã là túi thật còn có tận hơn 500 đô bên trong. Thế là cô chị cả khao ngay cả nhà một bữa buffet. Để lương tâm không bị cắn rứt cộng thêm kiếm chút đỉnh, thì Fiona đã gọi lại cho chủ chiếc túi, nói mình muốn trả lại, biết đâu sẽ nhận được hậu tạ thì sao. Sáng hôm sau, Fiona tới gõ cửa người đánh rơi túi sách, cứ ngỡ đó sẽ là một ả giàu có nào đấy. Nào ngờ chủ nhân chiếc túi lại là một bà mẹ đang vật lộn với tiền thuê nhà. Vậy nên Fiona đã cảm thấy có lỗi và muốn gom tiền để trả lại. Một phần cũng có sự đồng cảm khi thấy cảnh gà mẹ nuôi con. Sau khi mượn tạm quỹ của gia đình, Fiona đã mang tiền tới cho gà mẹ. Khi chưa kịp trình bày cái mở bài thì cô đã bị chửi xối xả vào mặt là đồ ăn trộm. Thế là Fiona tự ái, cũng ngoạc mồm lên chửi lại, rồi cầm tiền quay về luôn. Trong lúc tâm trạng đang cảm thấy bực bội, cô ngược dòng lại với crush cũ. Lần này cả hai chơi tới bế luôn. Nhưng mà trái ngược với cảnh tượng lãng mạn trong giấc mơ, cái thằng cha Craig này đẩy như phu xe thời bao cấp, đã thấy còn làm dây hết cả bữa trưa cho con và đùi cô. Đúng là ngày hủy. Trong lúc tâm trạng đang rơi xuống đáy, Fiona nhấc máy gọi cho chốn bình yên ngày xưa, Steve. Cô không dám nói gì thêm, chỉ đủ để nghe thấy giọng anh. Chứ có hỏi Steve 1 cộng 1 bằng mấy có lẽ cũng khó cho anh, vì có hai cái đầu thì đã bị người Brazil nuốt mất một cái rồi. Tiện nói về cái đầu thì nhắc luôn tới bộ não sáng dạ nhất của nhà Gallagher, Lip. Sau khi bơm cho vị giáo sư cả đống hàng ngon cùng bài liếm theo bảng chữ cái để làm mê mệt các học sinh của mình, thì Lip cũng có được cuộc gặp mặt với đại tá McNally. Về cơ bản là Lip muốn giới thiệu thằng cu em Ian với đại tá để ông giới thiệu nó vào quân ngũ. Điều kiện là phải thực hiện một dự án điện tử cùng với ông. Ngoài thiết bị định vị cớm ra, Lip còn có nhiều phát minh hay ho khác để phục vụ những hành vi không khuyến khích người xem làm theo, như là bộ bảng mạch đọc được số tài khoản, cũng như mật khẩu của khách hàng nhập vào từ xa. Sau khi làm vài chuyện xấu xa, Lip lại cùng Karen về nhà để cày ruộng. Trong khi đang nối liền hai hệ bài tiết, Karen nói sẽ dừng lại việc vui vẻ giữa hai đứa vì có cảm giác Jody sắp tỏ tình mình. Quả nhiên hôm sau khi hẹn hò tại quán rượu, Jody đã tỏ tình Karen bằng chiếc nhẫn vừa được Frank trả lại. Thế tại sao Frank lại trả lại nhẫn thay vì bán nó đi? Bởi vì người vui nhất cũng có lúc suy vì tình. Chuyện là hôm trước Jody có tới nhà để khoe với Frank sắp cầu hôn. Cho lúc anh ta không để ý thì bị Frank thó luôn cái nhẫn. Sau đó cha già đã quyết định dùng nó chốt hạ với Dottie. Thể xác cô có thể héo mòn, linh hồn có lẽ sẽ tan biến vào hư không, nhưng mọi người sẽ mãi mãi không quên cái tên Dottie Coronis. Anh sẽ giữ những ký ức về em để nó được sống mãi. Thậm chí anh sẽ bảo Kevin đặt tên cho một loại đồ uống ở quán rượu vào mỗi tối. Khi gọi đồ lần cuối, bọn anh sẽ cụm ly và uống vì Dottie Coronis. Đó là cách Frank lấy được trái tim của người phụ nữ xấu xí. Ngày hôm sau, bệnh viện báo tới có trái tim phù hợp để cô thay thế. Vì Frank đã có nó trong tay rồi nên ông nhường suất cấy tim cho người khác. Cho đến khi Dottie đã nghe được về vụ tai nạn trên TV và biết được quả tim đó đã được dành cho người khác. Khổ nỗi tim của cô là loại tim rất hiếm, phải gần một năm mới có một quả. Với tình trạng của Dottie thì ngần ấy thời gian là quá dài, nên cô mong Frank sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của mình mà kết thúc cô ở trong phòng ngủ để một lần cuối được làm việc một cô giỏi nhất, làm tình. Dottie biết thừa Frank đang trêu đùa mình và cô đã có kế hoạch để lại căn nhà cho Liên hội Nữ tu toàn quốc, còn tiền sẽ được trao lại cho cô con gái. Nhưng dù vậy, Frank vẫn sẽ nhận được một khoản 2.000 đô vì thứ tình yêu của ông trong 2 tuần vừa qua. Sau khi đã chốt deal, Frank đẩy mạnh chiến dịch truyền thông vào người phụ nữ kém may mắn. Khá chắc đó là nỗ lực marketing đặc nhất mà ông từng triển khai. Kết quả một người lên đỉnh, người còn lại thì khuất núi. Frank sau đó đã tháo chiếc nhẫn trên tay Dottie, rồi mang nó đến quán rượu để trả lại cho Jody, một tình yêu chết đi, để chúc phúc cho một tình yêu khác. Tối hôm đó, Frank đã một mình tới nhà thờ. Bên những ngọn nến lung linh, ông cầu nguyện cho linh hồn người phụ nữ bất hạnh, và cũng bất hạnh cho nhà thờ khi đã để hộp công đức trước mặt Frank. Tôi chẳng biết sao càng lớn tôi càng ít nghĩ đến cái chết, hay chí chẳng thấy sợ nó như lúc nhỏ nữa. Vì thế nên cũng hiểu được tâm lý của cô bé Debbie phần nào. Hôm trước khi đến thăm các cụ ở viện dưỡng lão, cô bé đã chứng kiến vụ việc ông cụ Harry qua đời. Dù không phải trên bàn mổ hay do tai nạn, nhưng nó vẫn làm dấy lên trong đầu Debbie nhiều suy nghĩ. Tại sao người chết lại ị đun? Debbie đang bước vào giai đoạn tiền dậy thì, cùng sự thay đổi đột ngột của cả tâm sinh lý. Mong là với sự bất ổn của gia đình Gallagher, thì cô bé sẽ coi mấy cái chuyện dậy thì này là chuyện nhỏ. Nói đến đây thì bên ngoài có một vị khách lạ mặt. Cô ta bế theo một em bé tới tận cửa đòi gặp Fiona. Debbie thì cứ tưởng là người ta tới gửi trẻ nên đã lên đánh thức chị. Kết quả Fiona vừa hớn hở xuống tới nơi thì ăn ngay một phát tát. Hóa ra đây chính là vợ của Craig, người mà Fiona đã hùng hục cho ô tô hôm trước. Cả hai đã có một cuộc rượt đuổi khá dai sức. Phải đến khi Fiona chạy đến tận nhà Sheila thì cô mới thoát được. Khi Frank thấy con gái mình bị chính thất lùa thì khoái lắm. Ông không ngờ có ngày cô con gái cũng đổ đốn y như mình. Với kinh nghiệm của ông, vụ đánh ghen này sẽ nhanh chóng chuyển qua thằng chồng. Và nếu may mắn thì Fiona sẽ được sơ múi thêm lần cuối. Nói đến sơ múi lần cuối, Karen đã thực sự nghiêm túc với chuyện kết hôn bằng cách từ chối lời mời gọi của Lip. Cảm thấy không thể thay đổi được lòng dạ sắt đá của nàng, Lip chuyển sang tìm điểm yếu của Jody.
tay này cao ráo, người ngon lại còn có cái chảy đâm tiêu. Mặc dù không có việc làm nhưng chẳng vấn đề lắm, nhà đủ ăn mà. Sắp tới còn có cả tiền bảo hiểm của ông bố quá cố. Thế là Lip chuyển sang điều tra lai lịch. Cũng may là Kevin đã phối hợp đổ cốc coca ra chân Jody để Lip có thể lấy được ví hắn mà vào nhà vệ sinh check. Vậy có gì trong đấy? Chả có gì cả. Jody quá trong sạch. Đến cả anh cảnh sát Tony cũng chẳng thể tìm được vết nhơ của thằng cha tóc dài này, ngoài một cái vé phạt đỗ xe. Tạm dẹp việc đó qua một bên, các anh chị em đang phải chuẩn bị cho tiệc ngủ của cô em gái Debbie. Tiệc tùng thì càng đông mới vui, nhưng mà Debbie thì hơi cụ non nên chẳng có bạn bè cùng trang lứa. Vậy nên Fiona đã bảo thử em mình mời đứa nào ngầu ngầu hoặc là cảm giác cho nó thích em ấy. Thế là cô bé tìm đến Simon, một cô cậu siêu nerd. Sau đó cả hai tìm tới nhà học sinh bị đúp Holly, người đủ tiêu chuẩn ngầu nhưng chưa đủ tiêu chuẩn cộng đồng của YouTube. Đương là người đứng ra khuyến khích em mình nên mở tiệc, cơ mà Fiona lại bị sếp ở câu lạc bộ gọi đi làm đột xuất. Đang không biết an ủi Debbie thế nào thì Lip và Ian xuất hiện kịp thời để giải nguy. Và đương nhiên cả hai ông anh trai sẽ mở bữa tiệc vui vẻ nhất. Chứng kiến cảnh cả nhà vui vẻ mà mình lại không có mặt, Fiona cảm thấy tủi thân. Cô la vào phòng vệ sinh, nhấc máy lên gọi cho Steve, nói linh tinh rủ anh tới tiệc ngủ. Thực chất ai cũng biết là cô đang nhớ anh, và đó dường như là thứ duy nhất giúp được tâm trạng của Fiona cảm thấy khá hơn. Chung quy lại vẫn là tình yêu. Dù vậy thì Fiona vẫn phải ra dáng trụ cột gia đình. Cô mua bánh ngọt về tặng cho đứa em trước khi bán mình cho tư bản. Ngoài hai người bạn Debbie rủ đến, các anh chị cũng mời thêm người quen. Ian thì rủ Mandy, cậu em Cao rủ boy phố hanh bé đến nhà chơi. Hiểu đơn giản thì đây là đứa trẻ mà mọi phụ huynh không muốn con em mình dính dáng vào. Theo logic đó thì Debbie thích hanh một chút. Ngay sau đó Holly cũng kéo tới, chỉ bởi vì trong bữa tiệc có Lip. Y như rằng trong khi cả nhóm đang ngồi với nhau cắn bỏng ngô xem phim kinh dị thì con bé mò lên tầng để tìm Lip. Lip đang ngủ tự nhiên thấy nặng nặng ở vùng xương chậu, bật đèn lên mới thấy ngay em gái 15. Cậu ngay lập tức đuổi nó ra ngoài, khiến Holly một phen vừa ngượng vừa xấu hổ mà phải cuốn gói ra về giữa đêm. Trước đó trong lúc tụi trẻ tiệc tùng, Lip đã rủ Mandy lên phòng mình đóng gạch, tưởng đây sẽ là lối thoát cho cậu khỏi mối quan hệ độc hại kia. Ai ngờ Lip nhờ Mandy tới nhà tình cũ để gài bẫy anh Jody ngốc nghếch. Nhưng Jody quá ư là liêm khiết, anh từ chối ngay con hàng gothic rồi kể cho vợ mình biết tất tần tật, để ngay sáng hôm sau Karen tới đá cho thối bụng Lip cùng lời khẳng định hùng hồn: mày cút ngay khỏi cuộc đời tao, cút khỏi tao và đứa bé trong bụng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bông hoa nhà Kevin, người đáng tuổi con của gia đình anh nhưng lại có con trước hai người. Trong một hôm ra sân bóng rổ, cô bé đã bị hút hồn bởi Malik, một cậu bé cũng bằng tuổi cô và cũng có một đứa con. Còn về tuổi của hai cháu thì đều là 14, điểm chung để dẫn hai cháu lại gần nhau hơn. Malik và Ethel sau đó cũng hẹn hò như những cặp đôi gà bông. Cơ mà gà bông ở trong xe đẩy cho trẻ em cũng từ cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Chúng ta biết được ngày xưa Ethel bị bắt làm vợ cho một thằng già, sau đó còn bị các bà vợ lớn hơn khống chế để giúp hắn thụ thai vì thằng cha này viêm khớp. Ấy vậy mà Ethel vẫn cảm thấy thương cho chồng già sau khi hắn bị tống vào tù, để bày tỏ sự kính trọng đối với bậc tiền bối. Malik đã bảo bố mình chăm sóc cho chồng cũ của Ethel khi biết cả hai ở chung một trại giam. Quả là một chàng trai biết trước biết sau. Không những thế, khi nghe tin Ethel sắp phải trở lại do bị các người vợ cũ đến đón, cậu đã cùng cô bạn dắt cặp con của hai đứa cùng đi trốn. Mặc dù Kevin rất quý Ethel nhưng có lẽ đó là cách duy nhất. Kevin cũng chẳng cần phải lo tụi nhỏ sẽ sống thế nào, vì trước khi đi tụi nó đã đào hết số lá đu đủ mà anh giấu sau vườn để nhờ mấy ông chú của Malik phân phối hộ, mong sẽ gặp lại cặp bạn trẻ cùng con của họ trong thời gian sớm nhất. Nhân văn thế đủ rồi. Giờ đến lúc để Frank kéo lại con thuyền Shameless về với quỹ đạo. Cha già Gallagher đang có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà khi bà Sheila dần hòa nhập với xã hội. Hôm nay bà muốn ra ngoài để đi xem váy cưới cho con gái. Dù cho Frank có dọa ở cuối phố, có tên sát thủ đa tình đẩy bà già xuống biển, thì Sheila cũng không cảm thấy nao núng gì. Vậy làm thế nào để ngăn cản một người đã không còn cảm thấy sợ hãi với thế giới bình thường bên ngoài được nữa? Câu trả lời là biến thế giới trở nên nguy hiểm hơn. Với suy nghĩ đó, Frank đã tới quán rượu, thó mấy khẩu súng cổ được trưng bày ở tủ rượu. Và không biết lão này ngu thật hay là giả vờ mà lại đi mua đạn của súng hiện đại rồi lắp vào. Ấy thế mà lại vừa khít. Đợi đến khi hai mẹ con Sheila về tới nhà, Frank đứng một góc nhắm bắn kỹ càng rồi bóp cò. Hậu quả chỉ khiến Karen giật mình một cái, còn mảnh đạn và khí ga bị bắn ngược vào mắt lão. Với một con mắt còn nguyên vẹn, Frank tới gặp Dan một tay, định cùng ông bạn dàn một vở kịch là mình vừa bị xe buýt cán qua tay rồi kéo lê hơn 15 mét. Rất tiếc khán giả cần xem thì lại ra khỏi nhà trước rồi. Sáng hôm sau, Sheila chủ động rủ Frank tới quán rượu Alibi. Frank sợ sẽ bị mấy tên bợm nhậu ở đó nói hết về mình nên đã kiếm cớ ngủ nướng. Thế là ăn nguyên cả bàn chân của Sheila vào trong hệ bài tiết. Cho dù đã cắn răng chịu đựng cho Sheila thông cống thì Frank vẫn không cản được đôi chân táo bạo đó bước ra khỏi nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông không biết tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm để một cặp bánh xe máy bay rơi trước mặt bạn, cơ mà Sheila đã gặp. Đó là món quà tới từ bầu trời, mang theo toàn bộ những nỗi sợ mà bà ta đã phải trải qua lẫn vượt qua, và nhân nó lên gấp 1000 lần. Và trong khi hầu hết chúng ta đã quên thì bộ phim vẫn nhắc lại cho khán giả nhớ, gia đình này từng có một ông bố. Hôm nay, cảnh sát đã vớt được xác của ông Jackson ở hồ Michigan. Tin tức này khiến bà Sheila càng thêm suy sụp, và Frank quyết định trở lại là một người đàn ông đúng nghĩa, khi ngỏ ý giải quyết số giấy tờ còn lại của Jackson như lương hưu hay là các loại bảo hiểm. Cùng lúc đó ở phía cảnh sát cũng đang vào cuộc.
vì cho rằng cái chết của Jackson là một vụ mưu sát. Và ai trong quán rượu cũng biết Jackson từng đe dọa Frank. Vấn đề ở chỗ, dù Frank già có liêm, nhưng nếu bị cấm điều tra, chắc chắn sẽ lòi ra cả chục tội trạng khác. Vậy nên Frank đã đi tìm sự giúp đỡ của những đứa con, dặn chúng khai man cho mình chứng cứ ngoại phạm nếu như được hỏi. Tất nhiên là chẳng đứa nào chịu hợp tác hết, nhưng Ian đã gợi ý cho ông tới gặp bố của Mandy là Terry. Lão này chuyên bịp cảnh sát, vào tù ra tội như cơm bữa. Theo kinh nghiệm của mình, Terry khuyên Frank không nên khai là đi cắm trại một mình, vì không ai rảnh đi lấy lời khai của Bambi. Tốt hơn thì nên lòng vòng ở chợ súng, mua lấy một con nỏ để người bán nhớ mặt, cùng với biên lai và con dấu. Cần thì bôi trơn thêm chút để họ sửa băng an ninh. Và việc của Frank bây giờ là đi kiếm $1,500 để sử dụng tất tần tật dịch vụ đó. Đen cho lão già, chưa kiếm được xu nào thì đã bị cảnh sát bắt về đồn. Nhưng không phải vì vụ của Jackson, mà là do cái clip Karen chồng củ cải ông hồi phần 1. Đây được quy vào tội tấn công tùng dịch trẻ em, 30 năm tù. Trước khi có phán quyết cuối cùng, luật sư sẽ tới lấy lời khai của Karen. Và dù có chuyện tình cảm hơi phức tạp so với người khác, nhưng cô con gái nhà Jackson vẫn biết phân biệt phải trái. Với lời khai ôm hết trách nhiệm về mình, Frank đã được bước ra khỏi sở cảnh sát lành lặn. Thậm chí khi về đến nhà, ông ta còn nhận được sự cảm thông sâu sắc tới từ Sheila, trở lại với cô con cả Fiona sau buổi gặp mặt ngắn gọn với Richard hôm trước. Hôm nay ông sẽ tới đón cô dự một đám cưới với tư cách tệp đính kèm. Fiona vì tự tin nên đã bảo ông đón ở nhà của Adam, là cái anh đẹp mã đã cùng cô nô đùa ngoài bãi cát. Hiện tại anh đang công tác ở nước ngoài rồi nên không sợ bị phát hiện. Ngay khi gặp mặt, Richard đã choàng ngay vào cổ cô một con vòng sáng loáng. Sau đó cả hai cùng nhau đi tới một dinh thự sang trọng. Việc bắt chuyện với người giàu có vẻ không khó khăn lắm với cô, cho đến khi bị bắt thóp bởi một ông anh lõi đời. Ông biết ngay Fiona sàm lờ về xuất thân của mình qua việc bị học vấn và đưa ra giá với cô để được phục vụ một đêm. Kịp thời là Richard đã có mặt đúng lúc để đưa Fiona ra khỏi nơi cô không thuộc về. Ngay từ đầu, Richard đã biết thừa Fiona không học ở đại học danh giá. Ông chỉ muốn xem cô giả vờ được bao lâu. Đến khi đưa Fiona về đến nhà, Richard ngỏ ý tặng luôn cô cái vòng cổ. Nhưng Fiona đã từ chối, vì kiểu gì cô cũng bán nó để lấy tiền trang trải cuộc sống. Vậy thì cuộc tình đũa lệch này có đi đến đâu hay không? Nó cũng gọi là có chút hy vọng, cho tới khi Steve xuất hiện từ ngôi nhà bên cạnh và thắp sáng bừng lên trái tim héo mòn của Fiona. Trái ngược lại với sự thất thường của thế giới xung quanh, thì chuyện tình giữa Kevin và Veronica lại luôn đi theo một chiều. Em chiều một mình anh và anh cũng chiều có mình em. Ngày hôm trước, Veronica đã phát hiện ra mảnh thư tình tứ trong nhà mình, trong khi Kevin thì mù đặc chữ. Vậy nên cô đã nghi ngờ anh yêu mình léng phéng với con nhỏ nào. Đã thế, Kevin còn đã nói dối là đi xem trận bóng của lũ học trò. Cơ mà theo lời Malik thì lại chẳng có trận nào diễn ra vào tối hôm đó. Thế là cô nàng đã bám theo ghệ để xem anh ta tới lui với ai. Không ngờ đó lại là một phụ nữ da trắng. Đợi đến khi Kevin về nhà, Veronica đã chói anh lại. Tưởng mình sắp được một bữa BDSM ra trò, ai ngờ cô ghệ lại lôi ra cây kéo làm vườn to tướng để cắt xúc xích. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Kevin khai ra người phụ nữ anh gặp sáng nay. Hóa ra lại là cô giáo gia sư dạy anh đọc viết chứ gái gú gì. Nghe thì cũng khó tin, nên Veronica đã tới tận nơi hỏi cho ra nhẽ. Đang hùng hổ tháo khuyên tai chuẩn bị combat, thì cô nhận ra người này làm giáo viên thật, nên ngượng ngùng ra về để xin lỗi Kevin. Hóa ra cái lá thư viết sai chính tả là món quà bất ngờ mà Kevin định tặng cho người yêu, để chuộc lỗi cũng như giúp bạn trai mình học từ nhanh hơn. Cô đã dán giấy viết tên từng bộ phận lên cơ thể mình. Nếu Kevin có thể đánh vần thì anh có quyền bỏ tờ giấy đó ra để xem cái từ đó đang miêu tả về thứ gì. Chắc trong mắt Kevin thì cái gì cũng có nghĩa là tình yêu hết. Còn Liv thì đang cố gắng định nghĩa cái từ có 7 chữ đó. Karen đang mang thai nhưng cô không muốn cậu chịu trách nhiệm. Không những thế còn đẩy Liv đi xa hơn để chuẩn bị cưới Jody. Nếu tính theo số người mà Karen đã ngủ cùng trước khoảng thời gian mang thai, thì Liv là người có tỷ lệ làm cha cái thai cao nhất, khi trung bình 7 ngày thì phải làm 6 cuốc rưỡi. Chuyện với gái vẫn chưa xong, chuyện nhà lại thêm lục đục. Khi Liv vắng nhà, đại tá McNally, người được tiến sĩ giới thiệu tới tận nhà Gallagher, ông muốn đưa tận tay đơn đăng ký vào West Point, nhưng không phải cho Ian mà là cho Liv. Việc này làm hai anh em xảy ra bất đồng. Ông em thì nghĩ anh mình cướp công, còn ông anh thì cảm thấy em mình giận dỗi rất vớ vẩn, bởi Liv đã mất công kèm cặp cho Ian, lại tốn thời gian qua lại với đại tá để hỏi thăm. Trong lúc không kiểm soát được cơn giận, Ian đã bảo Liv nên kiểm tra lại ADN thằng cu trong bụng Karen, không khéo nó lại là em trai anh đấy. Giờ này chỉ biết trách mẹ nó thôi chứ biết sao được. Cô ta còn vừa ra cúng bố mình nguyên một bãi nước đái ấm nóng để an ủi ngày tháng phải trôi giạt dưới các tảng băng lạnh lẽo cô đơn. Dù vậy nhưng Shameless vẫn luôn là về gia đình. Gia đình nếu có cơ hội sẽ luôn tìm cách trở về bên nhau. Hôm nay người bà đáng kính, mẹ ruột của Frank đã trở lại với những đứa cháu. Sau khoảng thời gian dài ngồi tù vì buôn hàng cấm, ngay sau khi tại gia, Peggy Gallagher đã khai quật kho báu mà mình cất giữ từ bấy lâu nay, được giấu ở cạnh cái toilet mà không ai biết. Trong đó có một cục tiền, một khẩu súng và một cái lọ đựng ngón tay. Sau đó Peggy cùng cháu trai tới ngân hàng, nhưng có ai đó đã rút sạch lõ trong chiếc két bí mật của bà. Sau đó Peggy đã trở lại nhà để điều tra xem người đó đang ở đâu, cụ thể là bác sĩ Noah Pitts, hiện đang sở hữu một trung tâm phẫu thuật cùng tên. Chuyện là ngày xưa bà và Noah đã nấu với nhau vài mẻ đá. Bà vào tù do đã gây ra một vụ nổ ở xưởng của mình, khiến hai sinh viên làm thêm bị thiệt mạng. Bà cho rằng chính Noah đã chỉ điểm bà với phía cảnh sát, vậy nên Peggy đã cùng con trai mình tới đòi lại số tiền mà bà xứng đáng có từ tên bác sĩ. Sáng hôm sau, Peggy đến tận nhà Sheila để gọi Frank dậy. Nhìn mặt bà là biết thất vọng cỡ nào về thằng con trai mình rồi.
đã không có tiền, còn cặp kè với một bà mẹ dở hơi như Sheila, đến việc đi xuống tầng chê tiếp khách cũng không làm được. Sau đó Frank đưa mẹ mình đi đòi tiền trên con xe mượn của Kevin. Trong lúc tắc đường, ông hết kể cho bà về những đứa cháu, đứa nào thông minh, đứa nào kinh doanh giỏi, đứa nào không phải con mình. Nhưng chuyện Peggy quan tâm hiện tại chỉ có tiền, vì đó là những tận 200.000 đô la mà tên bác sĩ phẫu thuật phải bồi thường. Nếu không, toàn bộ quá khứ dơ dáy này sẽ được công khai và hủy hoại gia đình cũng như sự nghiệp của hắn. Peggy cho tên bác sĩ một ngày để gom lại số tiền đó. Còn bây giờ, bà sẽ đi tìm vợ con hắn để gây áp lực. Ấy thế mà chưa kịp làm mafia đích thực thì cơn huyết áp đã ngáng đường. Bà đành phải nhờ Frank đi mua thuốc cho mình. Frank thì cũng chẳng vừa. Lão già quay trở lại chỗ tên bác sĩ, dùng tài mồm mép của mình để khiến Noah lôi ra 75.000 đô. Sau đó lão quay lại đưa cho mẹ mình 50.000 đô. Như thể lập được công lớn. Nhưng chứng sao đói khôn hơn vịt. Nhìn cái thái độ khinh khỉnh của Frank là bà biết ngay con trai mình đã rút lõi. Hậu quả cho việc nẫng tay trên là một con tô vít găm ngay vào đùi. Thế là ông con trai phải nôn ra đống còn lại. À mà có một nhân vật vẫn đang bị bỏ ngỏ là Steve. Sau khi nhận được lời nhắn mang đầy ẩn ý của Fiona, anh đã trở về cùng nhiều điều bất ngờ. Cuộc gặp mặt chính thức giữa hai người diễn ra tại một quán ăn, nơi mà Fiona dẫn theo Adam, còn Steve thì mang theo cô vợ Brazil của mình. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn, Fiona đã ra hiệu cho Steve vào nhà vệ sinh. Theo lời của anh trai lươn lẹo, bố của vợ anh là một ông trùm. Ông ta đã xẻo tai của bạn Steve và ép anh phải cưới con gái mình để nó có thể sống hợp pháp tại Mỹ. Nhưng dù lý do có là cái gì đi chăng nữa, chỉ cần là Steve thì đôi chân của Fiona lúc nào cũng sẵn sàng mở ra cho anh một cơ hội. Và có lẽ hai anh chị ăn vụng mà chùi mép không được sạch lắm, nên khi trở lại bàn, Adam đã phát hiện ra và chấm dứt mối quan hệ với Fiona. Trong mặt cô chị cả thì đây chẳng tỏ ra hối hận lắm. Sáng hôm sau, tất cả đoàn làm phim tới nhà Sheila để ăn cưới Karen. Bà chủ nhà thì vẫn chứng nào tật đấy, không xuống nổi mấy bậc cầu thang để tiếp khách, nên đã nhờ tới sự trợ giúp của Ethanol. Khi đã có dũng khí hơn, Sheila trở ngược xuống dưới nhà và nói lời chúc phúc cho cô con gái xinh đẹp. Sheila tin rằng ông Jackson trên trời cũng đang làm vậy. Ông cũng mong đứa cháu trong bụng Karen trở thành một đứa bé kháu khỉnh. Hiện giờ thì có thể là chưa biết nó là con ai, nhưng mong con quay số phận không chĩa nó vào Frank. Và đó là lúc mà hai người đàn bà của Frank bắt đầu khẩu chiến. Với lợi thế sức trẻ, mồm của Sheila phát ra được nhiều ngôn từ sắc lẹm hơn. Nhưng Peggy cũng chẳng chịu kém phần khi đã lôi ra con piston từ túi của mình. Nếu Steve không lao vào kịp thời, có lẽ đã xảy ra án mạng. Frank sau đó đã gọi cảnh sát tới để bắt bà già vũ trang. Buồn cho lão là Tony đã đứng ra ngăn cản các đồng nghiệp và phá tan không khí của lễ cưới. Bà Peggy có thể hơi xấu tính với người ngoài, nhưng gia đình thì không tiếc một thứ gì. Sáng nay mở mắt dậy, Carl đã được mua cho một bộ máy chơi game. Còn Debbie được bà tặng cho một chiếc laptop mới cứng. Liv và Ian chắc chắn sẽ được thứ gì đó rồi, mỗi tội phim không đề cập đến. Riêng chị cả Fiona nhận được tiền nóng, tại cô không cần mấy cái thứ máy móc kia. Còn ông con ruột Frank vừa bị đuổi khỏi nhà Sheila do đã nổi khùng lên khi trong di chúc của Jackson không có tên bà Sheila mà để lại toàn bộ số tiền cho cô con gái hư hỏng Karen. Không những thế, khi quay trở lại nhà mình, Frank tiếp tục bị mẹ cướp đi số tiền an sinh xã hội của bà Ginger. Nếu bạn không nhớ thì bà ta là chủ của ngôi nhà này và đã được hoặc bị chôn ngay trước cửa nhà mình. Trong cái tâm trạng bực bội, Frank lại văng tục vào mặt mẹ mình. Lão nói bà là một bà mẹ tệ. Bà chính là lý do Frank trở thành người như bây giờ. Vế trước thì có thể đồng tình, nhưng vế sau thì ai cũng biết là dù có được ai nuôi dưỡng thì Frank vẫn sẽ trở nên đổ đốn và vô trách nhiệm. Dẫn chứng là sau khi tắt chế độ cuồng nộ, lão vẫn phải cắp đít đi mua TV màn hình phẳng để tối cho mẹ xem The Reviewer. Vì sự vô tích sự của mình mà Frank đã được mẹ giao phó việc chăm sóc mình, từ việc kỳ cọ tắm rửa cho tới việc nấu nướng, rồi còn cả tháp tùng bà đi chơi bingo với hội người già nữa. Khổ nỗi là Frank vẫn phải vui vẻ để ăn mấy đồng bo lẻ, chứ lão cũng muốn tống mẹ mình đi chỗ khác lắm. Khổ nỗi là mấy đứa cháu đều đang đứng về phía bà nội sau khi nhận một đống quà. Trong mấy đứa, có lẽ Cao là đứa bà quý nhất. Khi biết thằng cu không có năng khiếu trong chuyện học hành, bà đã dạy nó vài ngón nghề gia truyền của mình, không gì khác ngoài các công thức nấu đá. Đầu tiên cần nhờ người khác mua hộ các nguyên liệu trong hiệu thuốc, sau đó chuyển hết xuống tầng hầm và biến nó thành phân xưởng tiếp theo. Và có lẽ Peggy vẫn chưa học được gì qua tai nạn lần trước, thế nên suýt chút nữa đã đốt cháy cả căn nhà bằng mẻ thuốc tự pha chế của mình. Sau sự kiện này, Fiona đồng ý với bố chuyện nên tống bà khỏi nhà. Phương án đầu tiên là báo với cảnh sát về cái xưởng dưới tầng hầm, nhưng như vậy sẽ kéo theo cả lũ trẻ con vào và có thể liên can. Phương án thứ hai an toàn hơn là báo cáo bệnh nhân tâm thần. Khó có người già nào đủ điều kiện vượt qua các bài test, và cứ thế Peggy sẽ ở đó cho tới khi mục xương. Đó là kế hoạch. Còn thực tế thì khi hai cha con vừa về đến nhà, bà Peggy đã được cảnh sát tận tay dắt vào do bà đã bị ngất đột ngột và được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân được bác sĩ nói đến là ung thư tụy giai đoạn 4. Nghe đến đây, hai bố con tự nhiên thấy mình khốn nạn ngang. Gia đình và hôn nhân luôn là một câu chuyện không đơn giản. Đến được với nhau đã khó, chịu được tính nết của nhau khi chung sống lại còn khó hơn, đặc biệt là với phụ nữ đang mang thai. Karen tưởng như đã quay ngoắt 180 độ sau khi gặp được Jody, nhưng đó chỉ là quãng thời gian kim đồng hồ của cô đi chậm lại. Càng ngày khi em bé trong bụng càng lớn dần, Karen lại thay đổi tính nết như thời tiết Hà Nội. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản với anh chồng ngoan hiền chu đáo của mình. Cái đặc điểm ít nói điềm tĩnh giờ đã trở thành lù đù và thiếu thú vị. Việc quá cảm xúc cũng khiến hình tượng của Jody trở nên yếu đuối hơn.
Ngoài ra thì Jody khá chu đáo, chuẩn bị cả tâm lý cho vợ bằng cách mời bạn bè, những người có kinh nghiệm trong chuyện sinh nở và gia đình để giúp Karen làm quen với việc làm mẹ. Nhưng cô gái này thậm chí còn chưa đủ 18 mà tính tình lại quá ham chơi, nên nghe đến việc đẻ đái đau đớn, sau sinh đủ thứ chuyện, thế là mặt bắt đầu tỏ ra khó chịu. Có lẽ việc kết hôn lẫn giữa cái thai cũng là một giai đoạn nông nổi của cô. Giờ đây Karen lại khao khát cái sự bất cần thờ ơ ngày trước. Đó là lúc mà cô tìm tới sự giúp đỡ của Lip, vì nếu làm thủ tục ly dị, anh ta sẽ lấy một nửa số tiền bảo hiểm mà bố cô để lại. Thế là Lip vẽ cho cô một cách, cậu có quen một công chứng viên, cho hắn ta vài trăm là hắn sẽ sửa lại ngày tháng trong hợp đồng tiền hôn nhân. Karen chỉ việc đưa cho Jody ký là đâu sẽ vào đó. Ấy thế mà đến ngay buổi tối cô đã không chịu được, đến nỗi vứt hết quần áo của ông chồng son ra ngoài. Lip lợi dụng ngay lúc nước đục mà gửi tạm con cò của mình cho mẹ bầu. Sau khi được búp sức mạnh, cậu vẫn không quên kéo solo với thằng em Ian. Theo như bà nội thì đây là cách duy nhất để hai người đàn ông giải quyết mâu thuẫn, và nó có hiệu quả thật, tiện thể nói về giải quyết. Fiona đang là người có chuyện tình cảm rối ren nhất trong cái nhà này. Hết Richard, Adam lại đến Steve. Theo ngôn ngữ giới trẻ thì nó gọi là mập mờ. Hôm em Fiona được cô bạn mất nết Jasmine rủ lên du thuyền với bố đường của cô ta. Phải nói thêm là Jasmine cũng có chồng con đàng hoàng ở nhà mà vẫn đi ngoại tình với tay lắm tiền. Sau khi lo liệu hết việc nhà, Fiona rủ hai người bạn hàng xóm lên du thuyền chơi. Cô cũng không ngờ có thêm hai vị khách bất ngờ khác cũng có vé lên thuyền, là vợ chồng nhà Steve. Mọi người chơi cũng khá vui với chiếc bể sục, cho đến khi Kevin hit đến line thứ 3 và bắt đầu cằn nhằn về việc Veronica vô tâm khi Ethel đi mất. Thế là khung cảnh vô tình tạo điều kiện cho tình cũ có cơ hội gắn liền. Ngoài mặt thì Fiona vẫn tỏ ra cứng rắn, cô không đồng ý qua lại với người đã có gia đình, nhưng trong lòng thì vẫn dằn vặt bởi tình cảm vẫn còn dành cho Steve. Rồi chả hiểu bạn bè an ủi nhau kiểu gì mà Jasmine lại quay ra khóa môi Fiona. Sáng hôm sau, cô ta quay lại nhà Gallagher để gửi lời xin lỗi, ngoài ra cũng xin ở tạm mấy hôm vì ông bố đường đuổi rồi. Tất nhiên là sẽ trả tiền thuê đàng hoàng, nhưng Fiona đã rối tung rối mù lên nên là từ chối. Thế rồi Jasmine bắt đầu chửi Fiona là đồ vô ơn. Đúng là Jasmine có giúp Fiona với công việc, quần áo hay các mối quan hệ bao nuôi, nhưng chỉ đến khi cô nhắc tới Steve, cả hai mới bất đồng quan điểm và cãi nhau. Đúng lúc tiễn bạn về, người mà cả hai vừa nhắc tới lại xuất hiện, nên là thôi, dù có đúng người thì cũng sai thời điểm. Ngoài ra thì có một câu chuyện khá vui vẻ của Kevin và quán rượu Alibi. Quán này được sở hữu bởi Stan, một lão già khọm khú đấy. Lão đã lú lẫn lắm rồi, chỉ còn biết ngồi đếm tiền thôi. Nếu gọi cho con gái lão thì Stan sẽ bị tống vào viện, còn quán rượu sẽ bị bán cho người khác, nên là Kevin mới bỏ công sức ra để chăm sóc thêm lão già. Có lần lão thậm chí đã dọa anh một phen hú hồn khi ngủ quên trong nhà tắm mà không khóa nước. Thật may Veronica đã giúp bạn trai một tay khi chuyển Stan vào trong viện dưỡng lão nơi mình làm việc, cho lão một phòng của một ông già vừa mất mấy hôm trước. Chỗ này thì có thừa người trông nom ông già lẩm cẩm rồi. Định luật bảo toàn người già nói rằng người già đôi khi mất đi, nhưng nếu không mất, họ chỉ chuyển từ nhà này sang nhà khác. Trước khi chất hóa học bay hết khỏi phòng ngủ thì bà Peggy đã ở tạm nhà của Sheila, người mà bà suýt cho một viên vào đầu hôm trước. Nhìn Peggy đau đớn với căn bệnh thế này, có lẽ bà chủ nhà hả hê lắm. Còn Frank, trong lúc đi mua thuốc lá cho mẹ với nước cam cho người yêu, đã bắt gặp con trai mình đang thông cống với con trai nhà Milkovic. Lão cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì vì chúa ơi, Frank cũng đã từng phải bú đồng để kiếm tiền. Nhưng mà thằng Mikey lại không nghĩ vậy. Nó nằng nặc đòi xử Frank để bảo vệ bí mật về xu hướng tính dục của mình. Và Mikey đã thực sự nghiêm túc với ý định đó. Nó gọi đồng đội, vác theo hàng nóng, tới tận nhà Gallagher để tìm lão. Nhưng Frank đang ở nhà Sheila. Ian biết vậy đã bỏ cửa hàng tới cảnh báo bố. Nhưng Frank thì đang bận suy tư tới căn bệnh của mẹ mình. Lão mang nó đến quán rượu bày tỏ. Frank nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình, khi chủ nhật nào cũng phải pha cho bà một cốc Bloody Mary. Nếu các bạn chưa biết thì đó là một loại cocktail có màu đỏ tươi, được pha bởi cà chua, cần tây, vodka và một số gia vị khác. Chỉ cần Frank pha hơi lệch vị một chút thôi là ăn ngay một đấm. Nếu như Frank né hay rơi nước mắt, một quả đấm nữa. Nói tới đây thì tự dưng lão buồn đái nên cầm cả cốc vào nhà vệ sinh. Vừa hay lại đúng lúc Mikey dẫn hai boy phố đến đòi mạng, nên Kevin cũng lựa lời mà nói dối lão đang ở quán cuối phố. Sau khi thoát chết, Frank tới xem con trai Kyle tập bóng. Lần tổng duyệt này cũng có mặt của Steve, do anh đã tình nguyện làm huấn luyện viên để lấy lý do ở gần Fiona. Khi hoàng hôn buông xuống, Frank trở về nhà như một người đàn ông của gia đình, mặc kệ cho Mikey cùng mấy ông tướng cắm rễ ở quán bia. Mikey vì không bịt miệng được Frank nên đã đi đấm cảnh sát để được bắt vào tù. Với nó như vậy còn tốt hơn việc bị bố phát hiện ra mình là gay, bởi vì... Còn trong khi đó thì Frank ung dung ngồi gác chân, ăn hôi nửa bình morphine giảm đau của mẹ, trong khi bà đang phải truyền thuốc để chìm vào giấc ngủ. Sau khi buổi chiều vừa ỉa đùn trước mặt Sheila xong, đến tận sáng ngày hôm sau, vẫn không thấy đứa cháu nào sang đón bà. Thật là khốn đốn cho một kiếp người. Khi phải sống những ngày cuối đời ở đất của người lạ, lúc này bà mới thấy thực chất thì Sheila rất tốt bụng, cả Jody nữa, không như con vợ cũ của Frank. Peggy không hiểu sao một người có thể cứ sống tử tế mãi được, thậm chí với cả người đã từng sỉ nhục mình. Sau đó bà đã mượn Sheila mấy cái phong bì để chia số tiền còn lại cho mấy đứa con trai, ngoại trừ Frank. Sáng hôm sau, trong khi đang nhờ Jody gửi mấy cái phong bì vào hòm thư, thì bà đã tự lái xe lăn ra giữa đường để va chạm với bốn bánh. Tiếc cho Peggy là hệ thống phanh của các hãng ô tô đã hợp tác với các công ty bảo hiểm,
chưa bỏ cuộc ở đó. Khi về tới nhà, bà lại nhờ Sheila bịt kín đầu mình bằng một cái túi ni lông. Nhưng trong lịch sử chưa ghi nhận một ca tử vong nào như thế này. Thế là chuyển sang cách bịt mũi, nhưng lại hở miệng. Cuối cùng Peggy đã cầu xin Sheila đè ngạt mình bằng một cái gối, cho dù bà có dãy giụa thế nào cũng không được buông ra. Và nếu bạn không khai, tôi cũng không khai, thì đó không tính là một vụ mưu sát. Vậy thì những đứa cháu đã ở đâu khi bà mình chút hơi thở cuối cùng trong đau đớn? Liv thì đi cùng với Karen để bán con, hay nói chính xác hơn là tìm bố mẹ nuôi ngay khi nó chào đời, cụ thể hơn là người có kinh tế để nuôi đứa bé, cũng như có lòng hảo tâm bồi dưỡng cho cha mẹ chúng một khoản thích đáng. Dĩ nhiên là Liv sẽ cảm thấy khó chịu khi cậu không được quyền giữ lại con mình, cũng vì chuyện này mà Liv mất tập trung trong lớp, rồi còn chửi cả giáo viên dẫn đến bị đuổi học. Chiều hôm đó, giáo viên đã tới tận nhà để gặp chị cả Fiona, vì ông biết Liv là một đứa thông minh nên vẫn muốn cho cậu một con đường. Đến tối khi Liv về nhà, Fiona đã quạt cho thằng em một trận. Giờ một là đi học, hai là đi bốc cức, mày chọn đi. Và Liv chọn cách cuốn gói đồ đạc đi bốc cức tật. Trái lại với cô chị Fiona, dù có tất bật nhưng vẫn tranh thủ thời gian học lấy bằng tú tài. Cô sẵn sàng lùi lại một bước để những đứa em của mình có thể tỏa sáng, kể cả việc Fiona từ chối lời mời làm quản lý club vì lũ em sắp vào năm học. Khó có một ngày nào mà gia đình Gallagher không gặp sóng gió. Fiona sáng nay đã nhận được một lúc hai tin dữ, một là cái chết của bà nội, hai là sự quay trở lại của mẹ ruột mình, Monica. Đằng sau cái nụ cười giả tạo là một quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào bà lại tỏ ra thêm đứa nữa với Frank, rồi lại bỏ đi với một đả nữ lái container to xác nữa. Để hỏi cho ra nhẽ thì Fiona lại tới tìm người tình trước của mẹ. Thì ra đến phụ nữ cũng không chịu nổi Monica. Sau khi bị rút cạn cả tâm hồn và số dư tài khoản, chính Frank là người đã tới gặp Bob để kéo vợ về. Có lẽ vì lão đang yếu lòng sau cái chết của mẹ, hoặc tự nhiên muốn làm tròn bổn phận của gia đình. Tôi thì nghiêng về phương án đầu tiên. Nhưng mà dù gì có thêm người lo việc gia đình cũng tốt cho Fiona, để cô có thể đi làm mà không phải bế theo đứa út. Còn Liv mạnh miệng bỏ nhà đi bụi là vậy, cuối cùng vẫn phải ngủ ở nhà Karen. Nhưng bà Sheila đang đứng về phía Jody nên đòi cậu phải trả $100 tiền thuê mỗi tuần. Thế là Liv bắt đầu kỳ kèo với Karen, cứ lời qua tiếng lại rồi lại cãi nhau. Liv cho rằng sự xuất hiện của mình quan trọng với cô, bởi vì về mặt sinh học, cậu khả năng cao là cha của đứa bé. Nhưng đó là suy nghĩ của cậu thôi, 6 ngày một tuần cũng nhiều đấy. Cơ mà có một đối thủ khác mà Liv không biết là Ron. Anh này có nhà cửa vợ con đàng hoàng rồi, vẫn qua lại với Karen. Karen lấy lý do phá thai để xin tiền Ron. Còn Liv, cậu xách ba lô quay về nhà Kevin xin ở nhờ. Nhưng vợ chồng Son không muốn kiếm chuyện với Fiona, nên là Liv lại phải đi tìm trốn dung thân khác. Lần này, cậu tới gặp vị giáo sư đã tiến cử mình. Liv hỏi xem cậu có thể làm trợ giảng được không. Nhưng ai dám nhận một thằng nhóc chưa học hết cấp 3, đến nửa cái bằng cũng không có. Giáo sư cũng khuyên cậu đi học lại, thay vì đâm đầu vào việc yêu đương lêu lỏng, nếu như không muốn mặt mình được treo ở góc tôn vinh nhân viên tháng của McDonald's khi không còn nơi để về. Liv tìm tới phương án cuối cùng, Steve. Cậu xin ở nhờ với điều kiện sẽ giúp Steve quay lại với chị gái mình. Nhân dịp này, Liv cũng biết được hôn nhân giữa Steve và em gái nhiệt đới là một bản hợp đồng. Khi Steve vắng nhà, cô ta vẫn thường gọi điện cho nhân tình của mình. Thế Liv có nên nói với Steve không? Theo lời khuyên anh nhận được từ Karen thì đừng nên xía mũi vào chuyện của người khác nếu như không có tiền. Vậy mà sau 3 xu rượu tây, cậu đã buột miệng chia sẻ hết cho Steve. Ngỡ tưởng bị vợ cắm sừng sẽ làm cho anh tức điên lên, nhưng thằng đờ bờ đó lại vô tình là chìa khóa để Steve thoát khỏi cái khế ước hôn nhân này, để có thể đủ điều kiện tiếp tục theo đuổi Fiona. Nếu như nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, thì có những bông hoa lại đang mọc lên từ đống đất mồ. Mặc dù bị Karen lạnh nhạt, nhưng Jody vẫn lấy được lòng của mẹ vợ. Cộng thêm khoản Sheila suốt ngày ru rú trong nhà, Jody lại không đi làm, nên hai mẹ con lúc nào cũng như hình với bóng. Dạo này Sheila còn nghĩ trong nhà mình có ma, đó cũng có thể là hồn ma người chồng quá cố, hoặc là mẹ của Frank. Thậm chí trong lúc mời mục sư đến nhà thì tiếng động lạ vẫn phát ra trên tầng. Cái thứ phát ra tiếng động lạ này đang lùng sục khắp nhà để tìm tiền của bà, đôi khi còn gọi theo cả ma nữ để x2 sự sợ hãi. Trong khoảnh khắc hai trái tim chống chọi lại với những thế lực tâm linh, chúng đã vô tình cảm nhận được nhịp đập của nhau. Và trong một phút sơ hở, mẹ vợ và con rể đã lao vào nhau như hai con thú đói. Đó là cách người và người đến với nhau trong Shameless. Sáng hôm nay, gia viên Gallagher đón tiếp một vị khách chưa bao giờ gõ cửa, Terry Milkovich. Ông ta đã phi thẳng qua cửa chính, hất văng túi cho của mẹ Frank, rồi đấm túi bụi thằng con Ian vì đã làm con gái ông, Mandy, có bầu. Buồn cười thay, đúng là Ian có ngủ với con ông, nhưng mà là đứa con trai chứ không phải là con gái. Kết quả là ngày hôm sau, cửa hàng nơi Ian làm việc bị phá tan hoang. Liv sau khi biết chuyện này đoán ngay ra được tác giả của cái thai. Cậu hỏi thăm em trai và biết được Mandy đang trốn bố ở nhà họ hàng. Thế là Liv vác xác đến chịu trách nhiệm với một người phụ nữ nữa. Có vẻ với cái CV chưa tốt nghiệp cấp 3 cùng gia đình đầy tai tiếng, thì Liv không được các cô gái tin tưởng để lấy làm chồng lắm. Dù vậy vẫn phải nghĩ cách xử lý ông Milkovich trước khi ông ta gây ra chuyện với Ian. Thế là Liv đã bàn với Ian một kế hoạch là sẽ giấu một cây súng trong nhà lão, rồi báo cáo với cảnh sát tới lục soát. Với tiền án tiền sự dày như từ điển, Terry sớm sẽ bị tống lại vào tù. Nhưng mà đó lại không phải là chuyện khiến Ian suy nghĩ lúc này, bởi lúc chiều cậu đã cùng mẹ mình đi xin ứng tuyển vào các đơn vị quân sự, từ lục quân, hải quân, thủy quân đến cả không quân. Tất cả đều từ chối Ian với cùng một lý do: chưa có bằng cấp 3. Sáng hôm sau, hai anh em theo kế hoạch đột nhập được vào nhà Milkovich để giấu súng. Không ngờ số hàng nóng mà ông ta để trong nhà còn nhiều hơn cả số bánh mì nhà Gallagher có trong tủ.
đang chuẩn bị rời đi, hai anh em bị Terry bắt gặp. Lip may mắn phi được ra ngoài bằng đường cửa sổ, còn Ian bị dồn vào góc tường bởi một khẩu súng săn. May là Mandy đã xuất hiện và kịp thời nói ra sự thật. Khác với Karen thì Mandy đã siêu thoát cho sinh linh trong bụng mình trước khi nó thành hình. Và Ian sẽ giúp cô bạn mình một tay bằng cách quyên góp tiền ở quán rượu. Còn Lip, chiều nay cậu cần di chuyển ra cảng để đón Marco, tay bạn trai của vợ Steve. Steve đã sắp xếp cho hắn trốn trong một thùng hàng. Vấn đề là giờ không biết tên Brazil này đang ngồi trong cái thùng nào. Ngày hôm sau, Lip tìm được địa chỉ nơi Marco được ship tới. Anh ta sẽ cập bến cảng trong khi thuyền lấy thêm hàng. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Steve đã cứu được bạn trai của vợ để giữ lại hai hòn bi dưới quần mình khỏi tay mafia Brazil. Việc này sẽ là khởi đầu cho cú quay xe của anh và Fiona. Trước khi cô phát hiện ra mình đã bị trộm sạch tiền tiết kiệm bởi mẹ ruột, chuyện là Monica trong một lần cậy tủ kiếm bột làm bánh đã vô tình mở trúng hộp tiền của Fiona. Bà ta sau đó đã rủ Frank đi chắc táng ở khắp các chốn ăn chơi. Xem nào, 1.200 đô cho một nhúm bột trắng. Sau đó tậu một con xe 4 bánh cũ để đưa Cao đi hóng gió. Có lẽ Monica đang phê pha, hoặc bà ta muốn đưa con trai vào đời sớm nên đã để thằng bé 10 tuổi cầm lái. Kết quả là hai mẹ con đã được cán bộ đưa về đồn. Lip là người biết được tin này đầu tiên và đã phải đi trả hết đống búp bê của em gái để bảo lãnh bà của Cao về. Trong khi đó, người dù ở nhà chứng kiến đống đồ được mẹ mang về, tới giờ mới biết được chúng đều được mua bằng tiền tiết kiệm của cả gia đình. Cứ ngỡ lần này mẹ về thì gia đình sẽ trở nên đúng nghĩa. Ai dè bà ta chỉ đái lên lòng tin của những đứa con. Ngày hôm sau, Fiona xin phép mấy đứa em gom hết đồ được mua lại để bán. Trong khi đó mẹ cô thì vẫn đang nằm lì ở trên nhà. Theo lời Frank thì bà ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Đây là một loại bệnh tâm thần, có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm hưng phấn bất thường. Người ngoài sẽ cho rằng Monica vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng những đứa con vẫn đối xử với mẹ bằng thứ tình nghĩa máu mủ. Frank thì khác, lão biết vợ mình cần hít thở không khí bên ngoài, cần một cốc bia để đánh thức con người vui vẻ bên trong. Sau khi tắm rửa cho mẹ của 6 đứa con, Frank đưa vợ mình đi cháy phố. Trong khi Monica thì như chết đến nơi, thứ bà ta cần bây giờ là thuốc, thuốc loại uống cả viên chứ không phải là dã nhuyễn ra. Sau khi hít một đường bột trắng, Monica tỉnh táo được một chút và cả hai đã đến nhà những người anh em của Frank để xin chút tiền từ phần mà họ nhận được từ bà mẹ, đang sử dụng mỹ nhân kế để đạt được mục đích. Monica tự nhiên lăn đùng ra. Thay vì đưa bà đến viện, Frank lại dắt vợ về nhà, đưa cho chai bia. Có khi về khoản làm cha ông phải học tập mấy đứa con, điển hình là Lip. Cậu đã quay một đoạn video gửi cho con mình, cái đứa chuẩn bị tòi ra trong bụng Karen ấy. Cùng lúc đó thì Mandy lại cảm thấy có cảm tình lại với Lip. Vậy nên có khi Lip lại có thêm một đứa con nữa không chừng. Sau khi ăn nằm với con gái nhà Milkovic, Lip được hai ông anh trai rủ đi mua bia. Đó là từ lắm cho việc đi ăn cướp. Hậu quả là cả lũ đã bị bà chủ tiệm người châu Á săn lùng bằng một con shotgun, thứ pháp bảo được pháp luật Mỹ cấp phép. Đó không phải là chuyện điên rồ nhất mà Lip phải chứng kiến trong ngày hôm nay. Ban sáng, cả cậu và Steve suýt chút nữa đã bị Marco xiên do phát hiện ra Steve đang ngủ với người yêu mình. Sau đó Steve đã phải thỏa thuận bằng cách trao lại giấy tờ tùy thân của mình cho Marco để anh ta sống với danh tính của Steve ở đất Mỹ, và nếu có gặp bố của người yêu thì cũng nhận mình là Steve, chồng trên giấy tờ luôn. Sau khi giải quyết được người vợ Brazil, Steve được Fiona cho phép vào nhà. Hôm nay cả nhà sẽ quây quần bên nhau để ăn lễ tạ ơn bằng chính con đại bàng cổ trắng mà Cao đã săn được. Có khi nó là một trong 10 con được thả về tự nhiên trong sự kiện của sở thú Detroit. Thật may là Steve đã mua về một con gà Tây. Con biểu tượng của Hoa Kỳ sẽ tạm ngủ đông trong ngăn đá. Cho tới lúc sắp bát đĩa thì cậu ấm Ian mới về đến nhà, sau khi đã đi cả đêm với một ông già nào đấy. Ông già này là một người cực kỳ quan trọng, nhưng bây giờ chưa phải lúc tiết lộ. Tiếp đó, Frank về nhà để lôi mẹ gấu ra khỏi gầm cầu thang, cùng gia đình đón lễ tạ ơn một cách đông đủ nhất. Bây giờ nhà Gallagher chỉ còn thiếu đúng một người, đấy là Lip. Cậu vừa nhận được tin báo Karen vỡ ối nên đã phóng thẳng đến bệnh viện. Trước khi vào phòng mổ, Lip gửi lại người nhận nuôi đứa bé cuộn băng mà mình đã tự quay. Chỉ một lát nữa thôi, đại gia đình Gallagher sẽ gặp nhau trong bệnh viện. Vì ở nhà, trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì bà Monica đã tự cắt cổ tay của mình trong bếp và ngồi run rẩy như lão hạc dính bả. Đây có lẽ là cảnh gây sốc nhất từ đầu đến giờ, khi nó quá chân thực, cảnh báo trước cho những người muốn xem nó trực tiếp. Còn tất cả những người trực tiếp chứng kiến đều trở nên chết lặng. Chỉ có người ngoài như Steve là có đủ bình tĩnh để xử lý vết thương. Sau đó cả nhà đã đưa Monica đi cấp cứu, cũng may là vẫn cứu được. Đang chuẩn bị đi về trả ghế cho bệnh viện thì Steve nhận được tin Karen đẻ ở tầng trên, nên là cả nhà lại speed run lên đón cháu. Với sự cổ vũ và xăm soi của hơn chục con mắt đang dán chặt vào tử cung của mình, Karen đã đẩy được con mình ra ngoài. Giờ có phải là lúc chúng ta nên xem thằng bé da trắng hay là đen không? Đều sai hết, nó da vàng, mắt híp như châu Á. Cha của nó theo lời Karen tên là Timmy Wong, người có tần suất chẳng kém gì Lip. Và điều đáng buồn hơn nữa, thằng cu mắc hội chứng Down. Đây là một bệnh khả năng cao sẽ gây thiểu năng trí tuệ, thấp bé cùng khuôn mặt đặc trưng. Đáng buồn nhất, Karen còn không muốn bế nó trên tay. Sau khi Lip thông báo cho vợ chồng nhận nuôi thì họ cũng suy sụp. Dù vậy hai vợ chồng cũng đành xin lỗi vì không thể nhận đứa bé này. Còn Lip, đứa bé cậu đặt bao nhiêu hy vọng cuối cùng lại không phải là con. Nhưng trẻ con thì đâu có tội đúng không? Với tình yêu thương bao la của mình thì bà Sheila đã cướp đứa cháu khỏi tương lai bị đẩy vào trại trẻ mồ côi. Ngắm đứa cháu đáng yêu đang ngoan ngoãn không khóc, bà Sheila càng thấy sứ mệnh của mình là phải chăm sóc cho nó. Gia đình Gallagher cũng đã trở về nhà.
Sau khi mấy đứa em lên ngủ, Fiona quay lại dọn vũng máu với Steve. Bấy giờ cô mới khóc thành tiếng, không phải do cô sợ máu, mà có lẽ Fiona đã từng suy nghĩ người mẹ của mình theo một cách nào đó sẽ biến mất khỏi căn nhà này. Nhưng chưa bao giờ cô mong rằng nó lại diễn ra theo cách này. Nếu không phải lũ trẻ nhà Gallagher, có lẽ những người chứng kiến sẽ mắc sang chấn tâm lý nặng. Dù vậy thì đêm hôm đó, mấy đứa nhỏ vì sợ nên vẫn chui vào phòng để ngủ chung với anh chị. Còn Frank đã tới thăm vợ vào sáng ngày hôm sau. Bà Monica nay đã được chuyển vào trại tâm thần để chăm sóc đặc biệt. Bà ta cũng tự đăng ký cho mình ở lại 2 tháng để không làm khổ con khổ cái. Nhưng Frank thì không nghĩ bệnh viện tốt cho vợ mình. Ông cho rằng họ sẽ làm hỏng bà, sẽ chọc tua vít vào não, hoặc là trích bằng dòng điện 100.000 V để biến bà thành người bình thường. Ý là sẽ không còn hứng thú với rượu, Mai Thúy hay là Frank nữa. Với tình yêu thương đó, Frank đã lập ra một kế hoạch giải cứu. Đầu tiên, ông rủ dây thành viên có lòng nhân ái lớn nhất gia đình chính là Debbie. Sau đó sử dụng mối quan hệ ở quán rượu để nhờ con trai ông bợm nhậu đang làm vệ sinh ở bệnh viện đưa mình và con gái vào bên trong cùng một bộ đồ lao công. Ngỡ rằng bà đang khổ sở hít thở trong bầu không khí nồng nặc mùi thuốc tẩy, thì ai ngờ đâu lại đang nằm ngửa bán hải sản cho một bệnh nhân lesbian khác. Cô này vào viện để đánh giá tâm lý xem có đủ điều kiện đứng tòa hay không. Sau khi đã bắn chồng 26 phát, không phải trên một băng đạn của súng liên thanh mà bởi một khẩu lục, tức là phải nạp đạn vài lần. Theo sau khi nghe hai bố con năn nỉ, Monica cũng đồng ý trốn ra ngoài và dẫn theo luôn bà chị dân chơi kia. Nhưng vừa ra được tới đường lớn, hai mụ đã cuỗm luôn con xe bốn bánh, bỏ lại hai cha con đứng chơ ra. Chả hiểu mình vừa phải cố gắng vì điều gì. Có lẽ Monica thuộc về đường phố, vậy đứa con của Karen thuộc về ai mà mẹ đẻ lại không muốn nó? Việc này thì cần phải hỏi Jody và bà Sheila. Hai người này dường như rất hứng thú khi trong nhà xuất hiện thêm một thành viên. Jody thậm chí đã lặn lội đi xin sữa rồi còn dán nó lên ngực để cho thằng bé bú như thật, cho đến khi mẹ đẻ của nó về nhà. Karen không muốn cục thịt mà mình đã tòi ra xuất hiện trong tầm mắt. Cô cương quyết muốn trả lại nó cho bệnh viện, trạm cứu hỏa hay bất kỳ nơi nào đấy. Khi bà Sheila vẫn muốn giữ đứa bé, Karen bắt buộc phải nhờ sự can thiệp từ phía cảnh sát. Nhưng khi Tony biết được toàn bộ sự tình, cậu cũng nhắm mắt cho qua vì mang đứa bé đi khỏi nhà của mẹ, của bà ngoại nó thực sự quá vô nhân đạo. Cũng giống như Lip, với sự nông nổi của tuổi trẻ, Karen nói rằng một là đứa bé, hai là cô sẽ cuốn gói đi khỏi nhà này để xem bà mẹ không chồng bỏ con này trụ được bao nhiêu tập. Còn bây giờ, phần phim sẽ kết lại bởi gia đình nhà Gallagher. Đầu tiên, chị cả Fiona xuống nước tới nhà Milkovic để mời ông em về. Cô cũng nói mình đã có được bằng tú tài. Điều này nằm trong giao kèo giữa hai chị em, đồng nghĩa với việc Lip sẽ đi học lại. Ngay lúc đó thì cậu em vẫn ngang bướng, nhưng sáng hôm sau thì lại lên trường làm bài kiểm tra. Đến khi trời nhá nhem, Lip xách ba lô về nhà. Dĩ nhiên là mọi người vẫn rộng cửa chờ đón cậu, chỉ là Lip đã bỏ lỡ một số thứ hay ho khi đang ở bên ngoài. Cả nhà đã có bữa ăn tối với bên gia đình của Steve, hay lúc này nên gọi là Jimmy, vì đó là tên thật của anh. Cũng có lý khi Jimmy luôn muốn giấu kín anh em nhà mình, khi ông anh ruột luôn tỏ ra khinh thường Jimmy và cả những người hôm nay anh dẫn tới. Phần đó thì cũng không quá hiếm gặp, đặc biệt với các gia đình có điều kiện, cho đến khi bố của Jimmy tới. Hóa ra quý ông lịch lãm này là người đã đẩy đít Ian tối hôm trước. Sau vài thủ thuật tế nhị, cả hai gặp mặt nhau trong nhà vệ sinh để đối chất. Ian cứ tưởng bố Đường đang giấu gia đình về xu hướng tính dục của mình, nhưng thực ra bố Đường chỉ đang giấu về mấy cục đường non trẻ của ông mà thôi. Còn lại ông chơi cả hai hệ, khá chắc đây sẽ là bí mật giữa hai người. Vì thế nên Jimmy đã trở lại gia đình Gallagher cùng các chị em. Đang định kết thúc buổi tối nay bằng một bữa tráng miệng thì bên ngoài uỳnh uỳnh tiếng gõ cửa. Cô vợ Estefania chợt xuất hiện trước cửa nhà, nước mắt ngắn nước mắt dài kể về việc bị bạn trai mới đón về đánh. Thế là Fiona kêu mang luôn em gái Brazil. Quả nhiên tối hôm sau cô này tỏ ra được việc khi phang thẳng cái chảo vào gáy Frank lúc ông đang cố xô sát với Ian để mang đi thùng bia lạnh. Sau khi đánh ngất bố già, cả nhà mỗi người một tay bê ông ra ngoài. Đó có là lúc Lip trở về. Tối nay cậu sẽ tạm thời ngủ ở ghế sofa vì nơi đó có một trái tim Brazil còn đang lẻ bóng. Hẹn gặp lại nhau ở mùa thứ 3, vì Frank chuyến này sẽ đi hơi xa, còn tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.